Bữa thì có bà nào than với tôi á là phòng trọ nhỏ quá, kêu tôi tìm một cái bàn học gấp gọn to to một xí. Bà nói vừa thấy cái bàn này là tôi múc liền để khui cho mấy bà xem luôn á. Lúc mà mới khui ra tôi rất là ưng luôn, kiểu nó siêu đẹp luôn á. Nó đẹp từ cái form bàn cho đến màu sắc chất liệu. Bàn cực kỳ gọn và nhẹ luôn, bốn cái chân bàn được làm bằng nhựa và gấp gọn rất là linh hoạt nha. Mấy bà có thể thấy là tôi gấp rất là dễ dàng, không có bị vướng véo như là cái loại kim loại mà tôi hay gấp. Dày khoảng 2 phân và có cái chất liệu nhám nhám siêu đẹp luôn á mấy bà. Phần viền gia công rất là đẹp luôn, không hề lòi một chút gỗ nào luôn á. Cái size này vừa đủ để cho mấy bà để một chiếc laptop và còn dư một cái khoảng trống khá lớn để viết bài nha. Mấy bà thấy này, đặt vào phòng đó rất là xinh luôn á, khác hẳn với lại mấy cái bàn gấp gọn mà hồi sinh viên tôi hay xài. Nói chung á là sinh viên nên có một chiếc bàn gấp gọn như vậy nè, vừa làm bàn học vừa làm bàn ăn rất là tiện luôn. Khi mà không có dùng nữa thì gấp lại cất vào một góc rất là gọn gàng.